luôn cả nhà. Lỡ chơi lớn này đầu tư lớn luôn cả nhà. Đúng cái nhà đây cái gì? Nồi chiên không dầu bao nhiêu ngày vợ mới ướt rồi bây giờ sẽ thành hiện thực rồi cả nhà ơi. Tậu về luôn cả nhà ơi. Khối hàng. Trời ơi, nó đã cả nhà ơi. Coi nè. Trời ơi, tuyệt vời. Nồi chiên không dầu cả nhà hiểu gì đây? Lò tè. Rồi sau đây là phần hướng dẫn cho cả nhà cái cách sử dụng cái này. Hướng dẫn cách sử dụng. Trời ơi cái này khó sử dụng lắm cả nhà. Khó sử dụng cực kỳ luôn á. Ha. Thì ở đây nó có mấy nút điều chỉnh cả nhà. Đây là ốp nè, đây on ha. Thì mình mở qua bên phải nè thì mình sẽ sử dụng cái điều chỉnh nhiệt độ được chưa? Ha. Đó. Trở về đây là ốp này chưa? Đó, nhiệt độ tăng lên nè, ha. À, bên đây là cái nút điều chỉnh thời gian. Ghê chưa? Rất là dễ cả nhà. Nhưng quan trọng như này cả nhà. Chỗ này nè, mới mua về là nhiều khi mình không biết sử dụng nữa ha. Thấy người ta chỉ cái này không? Đó, mình ấn vô ha. Ha nhà. Mình dùng lực chút xíu mình ấn nó vô. Đó, nó bung ra ha. Đó, ghê chưa cả nhà. Ghê chưa? Cái này khi mình ấy mình kéo về, mình giờ đó. Hơi mạnh tay chút xíu nha, nhưng mà được nha cả nhà. Nè, khi mở ra nè. Ghê chưa, tuyệt vời chưa. Khi mình nấu ăn thì nướng, mình chiên thì mình bỏ ra đây cả nhà. Cái này nướng được không, không vợ? Được, đúng không? Đó, bỏ cho cả nhà xem cái này. Ghê chưa. Cái nữa nè, nhiều khi cả nhà mới mua về á, có trường hợp là mở không được á nha, không quen mở mà hư nồi luôn á. Ghê lắm á. Ủa phải nha, nè dùng cái nút này nè, mình ấn kéo ra, một tay ấn kéo ra nó. Đó. Rồi tới chỗ này cả nhà, chỗ này nè. Đó, cái chỗ này nè quan trọng á nha. Cái chỗ này nè, chỗ này nhiều người ta không biết nè, không biết người làm sao mà gỡ ra được nè. Đó, không khéo là hư luôn á ha. Rõ ha. Nè cả nhà thấy chỗ này không, có cái nút thấy không? Nhiều khi mình không biết á, mình gỡ hồi hư luôn á, mới mua về mà thôi, xem như là của đi luôn á ha. Chỉ cần ấn cái nút này thật dở lên là rửa rất là dễ dàng ha cả nhà ha. Vậy mình chỉ rửa hai cái này thôi được chưa. Khi mình chiên mình nướng gì đó thì nó sẽ văng rất là dơ ha. Đó, nướng hai này là khi xài dễ thôi, bỏ nó vô chưa, ấn cái nút đè xuống xong. Ghê chưa cả nhà, ghê chưa, tuyệt vời ha, quá tuyệt vời được chưa. Bây giờ đi rửa rồi sử dụng. Bây giờ rửa xong rồi cho cả nhà thử cái món đầu tiên ha. Ram bắp hôm trước làm cho cả nhà mà không biết rồi đăng chưa nữa đó. Giờ bỏ tủ lạnh, giờ mình hôm trước chiên sơ thôi, bây giờ chiên lại cho cả nhà xem cho nó cái đồ tròn như thế nào. Sau khi rửa sạch sẽ bỏ vào khô ráo rồi cả nhà, thì bây giờ sẽ thử món đầu tiên cả nhà, gấp từng cái vô cả nhà. Đây là ram bắp hôm trước làm cái clip cả nhà. Đó, hôm trước là chiên sơ rồi em cất tủ lạnh được chưa. Bây giờ sẽ đem ra thử nghiệm món đầu tiên cho cả nhà xem ha. Đó, được chưa, chiên này đó. Nó nóng nó giòn lại luôn, phải xử lý dầu ăn nữa. Đó, mình xử lý cái này xử lý nhẹ thôi, bây giờ mình sẽ chiên lại cho nó giòn, không cần sử dụng dầu ăn hết nha. Hôm bữa mình chiên sơ là mình đã có dầu. Ừ, chiên sơ rồi bây giờ chiên lại cho nó ngon hơn khi mình ăn đó. Chiên hết luôn ha. Chiên hết luôn đấy. Ôi vừa luôn á. Ôi trời ơi. Ôi đâu có chuẩn bị sẵn đâu mà đâu vừa như vậy. Dọn bỏ vô đĩa. Ôi trời ơi, hay quá nhờ. Ôi trời ơi, tuyệt vời. Tuyệt vời. Rồi, bỏ vào, ấn mạnh tay xíu. Không kéo cái cần dây ra. Ừ, ok. Giờ chỉnh 180 độ nha. Đó, chỉnh 180. Ui, ghê vậy đó hả? Ừ, 180 độ nè. Rồi. Okay. Rồi, tiếp, bên đây. Chỉnh khoảng 10 phút này. Ô, quên, chưa cắm điện mà. Hay quá. Đó, nó kêu đó. Chỉnh khoảng 10 phút. Cắm điện vô. 10 phút hả? Ừ, 10 phút lên. Tự động nó nhảy đúng không? Đúng rồi, cái này nó sẽ tự chạy. Đây cả nhà. 10 phút nó sẽ cái nồi này nha. Vợ nằm chim bao hổng dài mà nó hơi nặng, hơi viên bằng túi chút xíu nên cũng không có dám tậu nữa. Bữa nay lỡ sinh nhật các cả nhà. Xong cái trúng 20 tháng 10 luôn cả nhà.
200 phần cả nhà. Đó, sẵn rồi, quyết định đầu tư luôn. Món quà ý nghĩa thực tế cả nhà. Chứ giờ mình mua cái không hay về cái dạ không thích xài nữa. Đó, ở trên này nó có nhiều hướng dẫn cả nhà. Đây là những cái chế độ hợp lý dành cho những cái món ăn cả nhà. Đó. Hàng này là những chế độ gọi là khuyến mại á, ý giờ gì? Gợi ý á, khi mình sử dụng cái nào thì mình sử dụng cái nhiệt độ đó cho hợp lý và thời gian cả nhà. Ví dụ như gì? Ví dụ món này gì vợ? Này gì á? Đầu tiên là gì? Là cá nướng nè. Đầu tiên. Đầu tiên này là khoai tây chiên. À, sử dụng 200 độ C và từ 15 đến 20 phút rồi. Tôm nướng. À, tôm nướng là 180 từ 15 đến 10 đến 15 phút. Cái này là nướng bánh. À, làm bánh 180 độ C 10 đến 15 phút à. Cái này là nướng gà. À, nướng gà 200 độ C là mình chỉnh từ 40 đến 45 phút tùy mình ha. Cái này là nướng thịt. À, nướng thịt 180. Cái này nướng cá. 10 đến 15 phút. À, nướng cá 180 đến 15 phút luôn ha cả nhà. Đây là những cái thông số mà gợi ý cho mình sử dụng cho nó hợp lý đó nha. Tùy theo mình sẽ xài, nhưng mà mình xài những cái số này thì nó hợp lý ha. Nó bảo hành cho cái dụng cụ mà nó lâu hơn cả nhà. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cả nhà xem sử dụng cái nồi chiên không dầu Lotte hơn cả nhà. Hàng nội địa nhập khẩu từ Hàn Quốc. Hát cả nhà. À, cả nhà thấy hay ủng hộ cho bằng một like cả nhà. Đặc biệt bấm nút đăng ký kênh để có nhiều video hay cả nhà. Đặc biệt comment ở dưới cả nhà có yêu cầu gì cứ comment, nếu mà Tâm đáp ứng được thì sẽ làm cả nhà. Chúc cả nhà luôn luôn thành công trong cuộc sống cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà. Thì có sản phẩm mà Hoàng nghĩ cho cả nhà xem ha. Sau 10 phút nữa. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, sắp chín rồi. Đi xác vô. Ồ, sắp chín rồi cả nhà ơi. Nó bị cắt tinh một cái là thành phẩm thôi. Không chỉ là dựng thôi. Hai cho con mình thử luôn á trời. Chết đi. Rồi, nó vừa có tin cả nhà nghe cả nhà. Quá tuyệt vời. Rồi, bây giờ mình khui hen. Khui hen. Đúng rồi, phải mạnh tay cho đó rồi. Từ từ. Trời ơi. Rồi, đem cái ngoài kia. Chưa xem nó giòn chưa? Chắc xét thêm lần nữa cho nó giòn hơn. Để em trở mặt xét thêm lần nữa. À, trở mặt xét thêm lần nữa hả? Ừ. Ôi trời ơi, nghe mùi thơm nức nở luôn. Đó, bây giờ thì phải trở mặt nó lại. À, phải trở lại giống như chiên cá bình thường ngoài đúng không? Ừ, cái này mới. À, tức là nó mới có giòn giòn cấp độ 1, cái cấp độ 2 thôi, giờ chơi cấp độ 3 luôn. Đúng rồi, nó mới giòn có mặt thôi. Wow. Đó, nghe thấy giòn rột chưa? Ồ, rột luôn á nha. Ôi ôi. Sau đó mà khi có cái vũ khí này thôi là chế biến được nhiều món nữa cả nhà. Cả nhà hãy chờ đó cả nhà. Nhớ bấm cái nút chuông khi có món nào lên nó hiện lên cả nhà ơi. Trời ơi. Bấm nút đăng ký kênh và chuông cả nhà ơi. Sẽ có nhiều món ăn ngon cả nhà thưởng thức nha cả nhà. 65kg rồi nha. Đó, mới mua cái này thôi mà được 65kg rồi nha. Rồi, xếp thêm lần nữa nha cả nhà ơi. Làm lại. Thì sao? Rồi, chỉnh theo nó. Chỉnh qua 10 phút. Rồi, thằng này là 180 rồi hả? Rồi, 180 rồi. Rồi, ok. Nha cả nhà, đơn giản cả nhà. Rất là tiện lợi. Đó không? Ấn cái phạt vô cái chỉnh thằng này qua 180. Sao bây giờ nó chuẩn bị chén tương ớt chuẩn bị. Này, 10 phút vậy thôi cả nhà. Rất là dễ hết cả nhà. Nhớ cả nhà xài từng món, quan sát cái này thông số gửi nhà xài cho hợp lý hết cả nhà. Nghe cả nhà. Rồi bây giờ tự xử luôn cả nhà. Đây ha, tự xử cho nhà xem nha. Dùng một tay mình ấn lực xíu. À. À. Tuyệt vời, trời ơi. Cực.
ơi, gì đâu mà hấp dẫn dữ vậy. Trời ơi, đây nè. Trời ơi. Đó. Xin trường ớt. Giờ sao? Đây. Tài trợ cháu gấp luôn đi. À, cái nhà quay một tay gấp một tay luôn nè. Trời ơi, nó giòn rạo rạo luôn. Trời ơi. Đúng là đồ mới, xài hiệu quả, nhanh chóng, không sợ không giòn dơ bếp. Cha đầu tư cái nồi tặng mẹ mà cha được ăn ngon mà cha phải lo bếp. Ơi, nó tăng cân dù dù chứ mà xem. Rồi bây giờ thưởng thức thôi ha cả nhà. Thưởng thức. Ôi, hấp dẫn chưa? Cái này trả ra mà cả nhà ơi. Phải thành phẩm cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng thưởng thức hơn cả nhà. Ôi ôi. Rồi, biết phỏng mỏ không nữa. Phỏng mỏ không chú Tài? Ôi ôi. Ăn không con trai? À, ăn nó dở. Thử hả? Giòn cực kỳ luôn nha. Nghe không? Hết hồn. Quá giòn. Không mở. Không kiểu để ăn mắm mới ngon nè. Tôi có tên cà chung chung nha. Các nhà thấy hay ủng hộ cho ông like ha các nhà. Bình luận bên dưới các nhà. Đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh để có nhận nhiều video hay các nhà. Xin cảm ơn các nhà. Dạ thôi các nhà. Như vậy là đủ rồi ha. Quá ngon rồi. Để ăn một hồi mất công có người chạy nước miếng. Thôi xin cảm ơn các nhà. Sao các nhà. Chúc cả nhà luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại trong những video hay tiếp theo. Xin cảm ơn. Rồi nó tin nữa rồi. Nó tin nữa rồi cả nhà ơi. Bây giờ đang khui cái gì đây cả nhà. Vợ sáng vợ nấu cái món gì đây, nướng món gì đây? À, khoai nướng hay chiên hả vợ? À, khoai lang nướng. Hôm qua là trải nghiệm với món là chả ram chiên giòn. Bữa nay chơi luôn cái món này đã chưa. Trời ơi, chín hết trơn cả nhà. Ôi trời ơi, nó chín hết trơn rồi. Ngon. Khoai lang mật nè. Mẹ đã xem thế nào không? Trời ơi. Ôi. À. Nướng để cái dao cắt ra vậy. À, nó chạy mật đó nè. Wow. Cực kỳ ngon cả nhà ơi. Trời ơi, có cái nồi này nấu được nhiều món lắm cả nhà ơi. Thấy hay ủng hộ cho một like cả nhà. Comment bên dưới đặc biệt. Subscribe có nhiều đăng bấm cái nút subscribe có nhiều món ăn ngon cả nhà. Cả nhà yêu cầu món gì Tâm đáp ứng được Tâm sẽ làm cả nhà. Ôi giời ơi, ngon. Ngon. Thơm. Thịt quá.